Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, nhiều học viên tại trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đập phá bỏ khỏi trung tâm trong đêm. Khoảng 600 học viên đã tràn ra quốc lộ 1A, chặn đường, đập phá xe cộ, gây kẹt xe nghiêm trọng và khiến cho nhiều người dân bất an lo sợ. Cho đến thời điểm hiện tại, Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tổ chức truy tìm, đưa học viên trở lại trung tâm. Cuộc nổi loạn của các học viên cai nghiện xảy ra bắt đầu từ phòng 2, phòng 3 của khu E, trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai. Nhiều đồ đạc, cửa sổ và tường nhà lưu trú đã bị các học viên quá khích đập phá tan hoang. Đến khoảng 20 giờ 10, toàn bộ học viên ở hai phòng này tràn ra ngoài tổ chức kích động, đập phá cửa sổ, đục thủng tường phòng ở các khu khác và ép những học viên khác phải đi theo ra ngoài. Bên kia nó đập xong rồi nó bước ra hết, thì nó qua nó phá luôn bên đây. Nó bắt buộc anh em bên đây phải ra, nếu mà thằng nào nó không ra thì nó có thể nó đâm. Thì đó rồi buộc lòng, lúc đầu thì tôi là trưởng phòng, tôi không cho ai ra hết. Nhưng mà nó ép quá, nó đập mấy cửa này. Thì lúc đầu là nó kêu tôi tháo cái cửa với toilet lên, là đạp bung mấy cửa này ra, nhưng mà tôi không tháo. Tôi không tháo thì nó lấy xe nước đá đó, nó mới đẩy vô cửa này bung ra. Thì nó vô phòng là nó ép anh em bung ra. Thì đó khi đó tôi cho, thì lúc đó anh em bung ra thì tôi ra, nhưng mà nó ép tôi ra thì tôi phải ra, nhưng mà tôi không muốn đi. Thì đó lúc tôi chạy được, tôi lên tôi báo cán bộ là phải bảo vệ cho tôi. Chứ nếu mà nó ép tôi ra mà tôi không ra thì nó đâm tôi. Bây giờ phải bảo vệ cho tôi. Rồi đó cũng là cán bộ dẫn tôi qua bên kia và cán vệ bảo cho tôi, còn mấy anh em có thể là lúc anh em ra ép quá, bị ép quá thì nó đi. Còn tôi thì từ đó lúc đó tôi xuống tôi gặp cán bộ. Thì cán bộ là bảo vệ cho tôi, lúc đó tôi ở lại. Trong đêm, hàng trăm người cầm theo hung khí, gậy, ván gỗ, bình cứu hỏa mini chống trả lực lượng chức năng, tràn ra quốc lộ 1A gây rối trật tự. Nhiều phương tiện giao thông bị nhóm đối tượng chặn lại, xin tiền, thậm chí đe dọa và đập phá khiến nhiều người dân hoảng sợ. Từ đêm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát cùng lực lượng dân quân địa phương đã được huy động để truy tìm đưa các học viên trở lại trại. Đến khoảng 17 giờ chiều nay, gần 400 học viên, trong đó có 40 học viên nữ đã được đưa trở lại trại. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy tìm gần 200 học viên khác đã lẩn trốn bên ngoài. Đi vô đây tính mà hỏi có phải là nó có trốn hay là không. Giờ không biết đi đâu, vô đây giờ nó nghiện, mình vô đây là mình yên tâm rồi, mà giờ vô đây mà nó trốn rồi không biết giờ đi đâu. Từ lúc là 9 giờ mấy đến lúc 11, 12 giờ thì là đó là lực lượng là cơ động của mình quá chậm. Chứ nếu mà ra, nếu nó đi đập phá dân rồi cái đế nó vậy đó đâu nữa. Dân này mình cũng sợ người ra, người ta nói chung là trật tự cái an ninh cái xã hội của chung và cả lối xóm riêng. Cái thứ hai là mình đề nghị bên công an phải triển khai cả lực lượng mạnh hơn chút nữa. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thống kê được thiệt hại ban đầu trong vụ 600 học viên trốn trại. 40 phòng với nhiều tivi, tường, cửa bị các học viên đập phá gây hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được ít nhất 3 đối tượng cầm đầu tổ chức gây rối, kích động và ép buộc nhiều học viên khác cùng nhau bỏ trốn.